Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được lộc trời cho, giàu sang, phú quý trọn đời. Hân hạnh đón chào quý vị đang theo dõi phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, người xưa thường quan niệm lấy vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông. Câu tục ngữ này đã in sâu vào trong tâm thức của người Việt. Xây nhà hay là cưới vợ cũng đều là chuyện trọng đại của cả đời người. Nếu xây cất được một ngôi nhà đẹp hợp phong thủy, có thể bạn sẽ may mắn, sung túc, tiền tiêu dùng dình cả đời. Nhưng nếu như bạn phạm phải những đại kỵ trong phong thủy nhà ở, rất có thể gia đình bạn sẽ tan ra bại sản, tiền bạc lần lượt đội nón ra đi. Vậy, làm thế nào để biết được tuổi gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ có xây được nhà trong năm 2020 hay không? Hướng nào xây được, hướng nào không nên xây? Xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu ngay sau đây. Để xây nhà, việc đầu tiên ta phải xét đến các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long, biến vận và yếu tố quan trọng nhất là phải xem xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng, nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung hỏa bằng. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây nhà được hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên, ta xét đến kim lâu. Năm 2020 canh tí, gia chủ Ất Tỵ 56 tuổi. Theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải năm kim lâu, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cắt lành hay không. Xét đến hoang ốc. Năm 2020, người tuổi Ất Tỵ theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải ngũ thụ tử, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt gia chủ mà làm nhà vào tuổi này thì trong nhà mọi người sẽ chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Còn xét đến tam tai thì người tuổi Ất Tỵ cần tránh các năm tam tai dần mão thìn. Năm làm nhà 2020 canh tí, gia chủ 1965 phạm tuổi đại kỵ tam tai. Năm này phạm phải ngũ thụ tử, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt, gia chủ mà làm nhà vào tuổi này thì trong nhà mọi người sẽ chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Tuổi này không nên làm nhà, tuy nhiên nếu muốn làm nhà mà mượn đất được vận thì nên mượn các tuổi các lành như sau: 1954 giáp ngọ, 1962 nhâm dần, 1978 mậu ngọ, 1990 canh ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ các lành. Tuy nhiên tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ cắt lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị, anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1965 Ất Tỵ, nam mệnh thuộc cung Cấn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Đoài Kim. Xét đến việc xây nhà như sau: đối với nam mạng Ất Tỵ, xét theo cung Cấn thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy người mệnh Cấn Thổ, bốn tốt, Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên, Tây Nam sinh khí. Bốn hướng xấu: Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ. Giờ thì ta tiếp tục xét đến tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc, gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tý phạm tuế phá và tam sát. Hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Với nam mạng Ất Tỵ, xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân.
Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lăng phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Ất Tỵ đang ở nhà hướng Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Tỵ 1/9/6 lạc. Thứ hai, đó là hướng Nam gồm có 3 sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9. Tô tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để có thể được cát lành và may mắn hơn. Người tuổi Ất Tỵ 1/9/6 mà ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục không hợp hướng với người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thứ ba, đó là hướng Đông gồm có 3 sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo xúc họa vào thân. Tuổi Ất Tỵ nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, gây rối loạn tâm lý, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Ất Tỵ đang ở nhà hướng Đông rồi thì cần phải có cách hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp với người tuổi Ất Tỵ. Thứ tư, đó là hướng Tây gồm có 3 sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm phải tam sát tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu sửa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Ất Tỵ xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Cúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa hợp, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng, hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường và ở phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc.
Thứ năm đó là hướng Tây Bắc gồm có ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì sẽ khởi công vào tháng 4, tháng 6 và 11 âm lịch sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí. Khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Ất Tỵ xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp được hướng Thiên Y thuộc giao cự môn thổ, hướng Đông Bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ sáu đó là hướng Đông Bắc gồm có ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, 6 âm lịch. Tuổi Ất Tỵ xây nhà và ở hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp được nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc thì tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Ất Tỵ 1965 xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây thì dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Ất Tỵ khi xây nhà hướng này thì cần hết sức phải lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tội ý ưu cho người tuổi này. Nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban cho hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Tỵ 1965. Và cuối cùng, hướng ta cần xét đến đó là hướng Tây Nam gồm có ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sau tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020, Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10 âm, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi 1965 Ất Tỵ Nam Mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, có thể được xếp vào hàng đại cát đại lợi.
Vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy hương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Ất Tỵ nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Đối với nữ mạng Ất Tỵ, cung đoài thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh đoài kim, bốn hướng tốt là Tây phục vị, Tây nam thiên y, Đông bắc diên niên, Tây bắc sinh khí, bốn xấu là Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông nam lục sát, Nam ngũ quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn tìm hiểu cụ thể các hướng sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên, đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý, phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người tuổi Ất Tỵ 1965 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi về sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để có thể hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp nhà đang ở hướng này rồi thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy hương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thứ hai, đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam trong năm này thì cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Với nữ mạng Ất Tỵ xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa thì năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng có thể hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Ất Tỵ đang ở hướng Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy hương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Tỵ 1965. Hướng thứ ba, đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Ất Tỵ 1965 nữ mạng xây nhà hướng đông thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây
dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Ất Tỵ 1965 khi sinh nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là phải nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy. Thiết kế, bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng đông rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Tỵ 1965. Tiếp theo, đó là hướng Tây gồm có 3 sơn canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, 5 canh Tý Cửu Tử đáo đến, Cửu Tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn 5 tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ xây nhà và ở hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn Tuất Cản Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bắc Bạch Tài Tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi 1965 nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp theo đây sẽ là hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, 5 canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo rất cát. Với nhà tọa Thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới cho tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 6, tháng 4 âm lịch. Tuổi Ất Tỵ xây nhà hướng này thì thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có phương pháp phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc.
Tiếp sau đây sẽ là hướng Đông Nam, gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam, ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cắt lành, tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát, nên cứ sau đông chính phải làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nữ mạng Ất Tỵ, xây nhà hướng này phạm và lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Cốt thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây nhà ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lăng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Ất Tỵ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Tỵ 1965. Và cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được ca cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Ất Tỵ xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn. Thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để có thể trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Quý vị thân mến, những chia sẻ trên đây của Phong Thủy May Mắn hy vọng sẽ đem lại cho quý khán giả những kiến thức bổ ích, mới mẻ về phong thủy nhà ở cho thực tiễn đời sống của mọi người. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, chia sẻ video này đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đến tất cả những người bạn yêu thương không phạm phải đại kỵ xấu trong thiết kế phong thủy nhà ở. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị hãy gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận ngay bên dưới video này. Những chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam sẽ tư vấn giải đáp cho quý vị. Chúc quý khán giả chọn được ngày, tuổi, động thổ, cát lành, xây cất được ngôi nhà khang trang, được thần tài gõ cửa.